องได้เยอะไปไปเดี๋ยวไปรอมันไปดับน้ำรอยมันจะเดินไปบานที่5đầu tiên đơn giản nhất chúng ta sẽ tiếp đất. Với tiếp đất là bài tập cơ bản đơn giản nhất và hiệu quả nhất đối với các bạn chúng ta, cũng như là đối với những bạn mà mới bắt đầu tập luyện môn thể mình. Mình sẽ hít sai trước. Các bạn không thích như vậy ha, sẽ không vô cái cơ sở. Các bạn còn mở rộng tay ra như thế này, xuống hít vào lên thở ra. Gầm chạm xuống đất là được rồi. Với những bạn mà từ trước tới giờ các bạn ít vận động, các bạn hít đất không được á, thì mình có thể thay đổi các bạn hít đất một xíu, là thay vì hít trên mặt đất thì các bạn kiếm một cái băng ghế nó dài như thế này nè, các bạn hít. Thế mà kiếm một băng ghế dài là cái lực hít nó nhẹ hơn so với hít dưới mặt đất ha. Đến với bài tập đẩy ngực với thành đòn ngang nha. Cơ ngực của các bạn á, nó cấu tạo như thế này. Nó có các hướng chuyển động là trên, ngang, dưới. Nghĩa là khi mình tập đẩy ngực, các bạn có thể tập với ghế ngang, ghế dốc hoặc là ghế chuối. Lát nữa mình sẽ tới cái bài tập đẩy ngực với ghế dốc và ghế chuối. Các bạn nhớ là cái góc độ này là góc độ đẩy cơ ngực đúng, ở góc độ này là sai, tại vì góc độ này vai của bạn hoạt động rất là nhiều, cơ ngực của bạn lại không hoạt động, và phải hạ di chuyển cái góc độ tay của bạn và bạn ưỡn ngực lên thì đẩy ngực như thế này. Rồi mình sẽ làm mẫu, mình sẽ đẩy ngực sai trước ha. Như các bạn thấy là ngực mình không hề ưỡn. Giờ mình đẩy lên cái vai của mình nâng lên như thế này. Đây là cách đẩy ngực sai. Cái này nó cũng sai rồi, khi các bạn đừng duỗi tay quá như thế này cũng là sai. Và mình sẽ không cầm ra, mình đẩy ở hướng ngang lên như thế này. Nó vô vai, nó không vô ngực. Rồi cái tư thế đẩy đúng, mình sẽ ưỡn ngực lên, ưỡn ngực lên, ưỡn ngực lên. Hít, thở, hít, thở, hít, thở. Cái vai mà các bạn có thấy là có thể thấy là cái vai của mình không di chuyển nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đáp tạ vô tập một điểm ha. Các bạn để chân rộng như thế này nha, không khép chân lại, không đặt chân lên ghế. Tại vì như vậy các bạn sẽ rất dễ mất thăng bằng khi có sự cố xảy ra. Mình xuống hít vào lên thở ra ha. Cho dù là các bạn tập cái mức tạ nào thì cũng phải chú ý cái kỹ thuật nha, các bạn phải nhớ chú ý kỹ thuật, để tay góc độ này, xuống hít vào lên thở ra, cường cái ngực của bạn lên. Bạn thấy là cơ ngực, có thể thấy là cơ ngực mình chuyển động rất là nhiều.
Đây, đây là cái đồng hồ đánh được nghe ha. Tiếp theo mình sẽ đến với bài đẩy ngực với thanh đòn trên ghế dốc ha. Thì cũng tương tự như bài đẩy với thanh ghế ngang. Thì các bạn nhớ vững ngực và không di chuyển vai, cố định vai ha. Không di chuyển vai lên chuyển cái cố định vững ngực lên xuống tiếp tạo lên trở ra. Thank you.
các bạn đọc với máy in ngập thì cũng tương tự như cáp thôi. Với cái máy thì các bạn sẽ còn dễ đọc hơn. Chiều cao của cái ghế để cái chỗ nắm mạ nó ngang với vai của mình ha. Các bạn không ép vô gì ha. Phải ngang ha, gì mà ép ha. Và như vậy buổi tập ngập hôm nay tới đây là kết thúc ha. Các bạn có thể dành tất cả những bài tập vừa tập cho một buổi tập ngập, bao gồm là nghe nè, dốc nè, chuối nè, ép ngực với cáp nè và ép ngực với máy. Với 5 bài tập, các bạn tập mỗi bài tập từ 3 hiệp tới 4 hiệp, mỗi hiệp từ 8 tới 12 cái là vừa ha. Cái số hiệp này là mình không tính kiếm hiệp các bạn khởi động. Các bạn có thể khởi động với bài tập hít đất, như vậy sẽ rất là hiệu quả. Cuối cuộc tập các bạn cần phải khởi động lại vùng tay như thế này để nó thư giãn cái cơ bắp, đặc biệt là cái cơ ngực giãn ra như thế này, nó thư giãn cái cơ ngực. Thả lỏng, cái này mình thả lỏng. Và rồi mình xin nói thêm rằng các kỹ thuật trong video clip mình hướng dẫn bài tập lần này là những kỹ thuật cơ bản dành cho những người mới bắt đầu tập, hoặc là các bạn đã có một chút cơ bắp nào đó thì các bạn có thể tập theo phương pháp cơ bản này. Những phương pháp tập khác, ví dụ như là về cái cách đẩy hay như thế nào đó nâng cao hơn thì mình không nói tới trong video clip này. Đây là video clip nói về phương pháp tập cơ bản. Trong video clip tiếp theo mình sẽ nói về các nhóm cơ khác, và trong một video clip tiếp theo nữa mình sẽ nói về các bài tập khác, ví dụ như là đẩy ngực với tạ đơn, ép ngực với tạ đơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.